Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự 18:30 tối 12 tháng 7 năm 2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Hiệu quả của hầm bioga trong việc góp phần bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Trong 10 năm, tham nhũng đã gây thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 hectare đất, con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng diễn ra vào sáng nay. Phần tin quốc tế, bà Theresa May đã chính thức được bầu chọn là người đứng đầu đảng bảo thủ cầm quyền của Anh và sẽ nhậm chức thủ tướng nước này. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, huyện ủy Thủ Thừa vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy 6 tháng đầu năm 2016 và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm tham dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Thừa đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội ở địa phương. Vụ lúa đông xuân 2015-2016, tổng sản lượng đạt trên 97.000 tấn, giảm gần 16.000 tấn so với cùng kỳ do ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 70 tỷ đồng, đạt trên 119% so với kế hoạch. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định. Trong 6 tháng đầu năm đã giới thiệu việc làm cho hơn 1.800 trường hợp. Văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay thì huyện có 7 xã đạt danh hiệu xã văn hóa, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã phát triển mới 67 đảng viên, đạt 60,9% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên và theo chuyên đề, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy Mộc Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm. Báo cáo tại hội nghị cho biết toàn huyện đã triển khai gần 200 hectare lúa chất lượng cao. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản đã thi công 104 công trình. Công tác thu chi ngân sách được đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. Công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo được quan tâm, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách theo quy định. Đặc biệt đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo đúng luật an toàn tiết kiệm. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương còn chậm, việc triển khai và thực hiện cánh đồng lớn, dùng lúa chất lượng cao chưa bền vững, việc xây dựng các khu đê bao và trạm bơm điện chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tìm giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu từ nay đến cuối năm, Bình Phong Thạnh sẽ được công nhận thị trấn, duy trì tốc độ phát triển kinh tế hợp lý, đi đôi với việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh và trật tự xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2016. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tân Trụ vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cùng các trưởng phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị, thành phố đến dự. Toàn huyện Tân Trụ có 18 cơ sở thờ tự với trên 5.600 Phật tử. Thời gian qua, tăng ni Phật tử trong huyện luôn chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Hàng năm, các cơ sở tự viện thực hiện nghi lễ theo quy định, thể hiện bản sắc văn hóa thuần phong mỹ tục của dân tộc, đồng thời tích cực tham gia công tác từ thiện, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Tại đại hội, Thượng tọa Thích Từ Thiện được tín nhiệm tiếp tục làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Trụ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An trao bằng tuyên dương cho 5 tập thể và 5 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 10 cá nhân, 8 tập thể đã có thành tích trong sự nghiệp đạo pháp dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo từ năm 2011 đến năm 2016. Kính thưa quý vị, trải qua 7 lần tổ chức kể từ năm 2011, đến nay thì khóa tu mùa hè tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An đã thu hút hàng trăm thanh thiếu niên tham gia. Bởi những ngày tham gia khóa học giúp cho các em trưởng thành hơn. Tạm xa gia đình,
415 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 15 đã tham gia khóa tu mùa hè diễn ra trong 8 ngày từ 5 tháng 7 đến 12 tháng 7 2016 với các hoạt động như nghe thuyết giảng về đạo hiếu, các bài học đạo đức, ý thức vì cộng đồng, kỹ năng giao tiếp ứng xử, biểu diễn văn nghệ. Trong đó, phần viết thư cho cha mẹ cảm nhận về khóa học là một trong những điểm nhấn của khóa tu mùa hè. Mỗi em viết ra suy nghĩ của mình những lúc không dâng đòi cha mẹ, cảm nhận về tình bạn và không cầm được nước mắt. Dạ, khi tham gia khóa tu thì em được học rất là nhiều điều, được biết kính trọng người lớn hơn, biết nâng cao tình đoàn kết hơn. Dạ, khi trở về nhà để trở thành một người con ngoan, em sẽ áp dụng các lời dạy của quý thầy và các anh chị. Em tham gia khóa tu mùa hè lần thứ hai, nó đã lại cho em động lại rất nhiều cảm xúc. Qua khóa tu em rút ra được rất là nhiều kỹ năng như là biết tự lập. Khi cuộc sống văn minh hiện đại hơn, một số thanh thiếu niên là quên đi hoặc thậm chí là đánh mất lòng hiếu thảo với thầy cô, với ông bà, cha mẹ, cộng với nạn bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng. Trước thực tế đó, nhiều bậc phụ huynh đưa con đến giới khóa tu mùa hè với mong muốn con sẽ ngoan ngoãn hơn, dần hoàn thiện nhân cách và trở thành người có ích cho xã hội. Tôi cho con tôi nó đi tham gia khóa tu từ khóa 1, nay là đã là khóa thứ 7 rồi. Nó lại là con trai mà bây giờ ra ngoài chỉ cần một bước mà mình thiếu quan tâm tới nó là nó có thể nó sẽ bị lôi cuốn vào những cái tiêu cực á. Cho nên là tôi muốn cho nó đi bước chân vào chùa, nó học khóa tu để nó tự trang bị cho nó cái kiến thức, tức là nó phải tự biết để nó điều chỉnh. Thì cứ mỗi lần nó đi học về thì thấy nó rất là tốt. Điểm nhấn xuyên suốt của các khóa tu mùa hè tại chùa Long Phước đó là chủ đề về tình thương và trí tuệ. Ban tổ chức luôn luôn tạo cho các em một không gian sống đầy yêu thương, biết yêu thương nhau, biết yêu thương cha mẹ và biết yêu thương mọi người. Trong thời gian tới thì ban tổ chức cũng sẽ tiếp tục nói tiếp những thành công của những khóa trước với những kinh nghiệm, đồng thời cũng sẽ nghiên cứu và tham khảo những chương trình đang giáo dục của quốc gia cũng như là những cái chương trình mà xã hội đang hướng tới cho định hình cho nhân cách, phong cách của tuổi trẻ Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc. Đây là năm thứ 7 khóa tu mùa hè được tổ chức liên tục nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có cơ hội rèn luyện bản thân, trở thành người công dân tốt trong xã hội và là hành trang để các em bước vào đời. Cùng với trồng trọt, huyện Tân Thạnh còn phát triển chăn nuôi với đàn gia súc lên đến hàng chục ngàn con mỗi năm. Do đó, vấn đề xử lý môi trường trong chăn nuôi luôn được huyện quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chăn nuôi xây dựng hầm bioga được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Cách làm này không chỉ giúp cho người dân tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Từ hơn 3 năm qua, gia đình ông Nguyễn Giang Cai ở ấp Kênh Chữa, xã Nhân Ninh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hầm bioga bằng nhựa composite với thể tích là 9 mét khối, trị giá hơn 14 triệu đồng. Ông cho biết lúc đầu cũng lưỡng lự vì chi phí cao mà không biết hiệu quả ra sao. Nhưng qua thời gian sử dụng thấy rất hiệu quả, dù thời tiết bất thường cũng không ảnh hưởng đến quá trình tạo ga. Với quy mô hơn 10 con heo, gia đình ông sử dụng bếp ga thoải mái từ nguồn năng lượng của hầm bioga. Nhờ vậy, mỗi tháng, gia đình ông tiết kiệm được tiền khí đốt và tiền điện. Tiếng lành đồn xa, thấy hiệu quả, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn cùng ấp Kênh Chữa cũng xây dựng hầm bioga để xử lý chất thải chăn nuôi, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trước đây là mình không có làm cái bioga, thì mình cũng có chăn nuôi như thế này, nhưng mà mình xả ra môi trường mình thấy là bất lợi. Như vậy là từ ngày mà bắt đầu tôi làm cái bioga tới nay đó, thì nó có mấy cái lợi. Cái lợi thứ nhất đó, là tức là cái môi trường tốt. Cái thứ hai nữa là tức là mình được lấy ga để đời ngã là mình sử dụng trong nhà hàng ngày. Trước đây túi bioga được sử dụng nhiều, nhưng hiện nay người chăn nuôi thường chọn phương pháp xây dựng hầm bioga bằng xi măng hoặc là bằng nhựa composite vì có thể tích lớn và sử dụng bền hơn. Tuy nhiên thì giá còn khá cao đối với gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Do đó, từ cuối năm 2010, Trạm Khuyến Nông huyện Tân Thạnh phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông Long An triển khai thực hiện đề án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Hợp tác Phát triển Hà Lan thực hiện.
thì những năm vừa qua thì có chính sách là hỗ trợ một cái hầm hầm xây là 1,2 triệu. Thì nói chung là bà con cũng do bà con là nhận thức vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như là bà con tận dụng khí đốt đó, thì bà con mình xây dựng những cái hầm biogas thì số lượng thì tăng mỗi năm. Trong thời gian tới thì bên trạm phía nông sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thì vận động những cái hộ chưa xây hay là lắp đặt biogas sẽ tiến hành lắp đặt biogas. Lợi ích của việc sử dụng hầm biogas là tạo nguồn khí sinh học để đun nấu, thắp sáng và tạo ra nguồn phụ phẩm có lợi phục vụ sản xuất. Mỗi gia đình chăn nuôi từ 5 con heo hoặc là 3 con trâu bò trở lên đều có thể xây hầm biogas. Đây thực sự là giải pháp hữu hiệu giúp cho các hộ nông dân trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Công an phường 6 thành phố Tân An vừa bắt được đối tượng trộm cắp tài sản nhờ trích xuất hình ảnh từ camera an ninh. Theo đó, sau khi nhận tin báo của anh Mai Tiến Cảnh về việc kẻ gian lấy máy cắt gạch của anh tại một chỗ làm trên đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6 thành phố Tân An, con đường có gắn camera an ninh, công an phường 6 đã xác định được đối tượng trộm tài sản là Nguyễn Hồng Dũng, sinh năm 1985, ngụ 105 đường Võ Phước Cương, phường 3 thành phố Tân An. Trước đó, khi điều khiển xe mô tô biển số 62F78527 trên đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, Dũng phát hiện trước nhà số 82 Nguyễn Thị Bảy có một túi sách bên trong dựng một máy cắt gạch nên Dũng vào lấy trộm, sau đó đem bán được 50.000 đồng để tiêu xài. Hiện công an phường 6 thành phố Tân An phối hợp với công an thành phố Tân An điều tra làm rõ vụ việc. Được biết trước đây Nguyễn Hồng Dũng đã bị tòa án nhân dân thị xã Tân An, nay là thành phố Tân An, phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Công an xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng tổ chức diễn tập cách dựng hành rào chắn truy bắt tội phạm. Tình huống giả định là có hai đối tượng cướp giật dây chuyền trên địa bàn thị trấn Vĩnh Hưng tháo chạy về hướng thị xã Kiến Tường, ngang qua địa bàn xã Tuyên Bình. Sau khi nhận tin báo, công an xã Tuyên Bình thông tin cho trực ban công an huyện Vĩnh Hưng xin ý kiến, đồng thời thông tin cho lực lượng biên phòng hỗ trợ và chốt phòng chống tội phạm ấp Rạch Mây thông báo về vụ việc và đặc điểm tội phạm để kéo rào chắn chặn bắt. Song song đó triển khai lực lượng tại chỗ chặn các ngã rẽ truy bắt đối tượng. Khi đối tượng phát hiện rào chắn quay trở lại thì bị lực lượng phối hợp vây bắt. Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm trong nhân dân cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng công an xã và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Xin được tiếp tục phần tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Kính thưa quý vị, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh ngày hôm nay cho biết, một vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra ở huyện Đức Hòa, làm chết một người, bị thương một người. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 370 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 444 triệu đồng và tước 43 giấy phép lái xe. Chương trình thời sự 18 giờ 30 tối nay tiếp tục với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định như phát hiện tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng nhiều so với trước. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện xử lý đã có tác động tích cực răn đe phòng ngừa tham nhũng. Chúng ta cũng nhận rõ rằng cùng với những thành tựu đã đạt được, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có tệ tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của nhà nước trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, tổ chức cán bộ, v.v. Tham nhũng đã gây ra những hậu quả xấu về nhiều mặt, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng và chế độ, tạo ra những tiềm ẩn xung đột lợi ích, phản ứng xã hội, làm gia tăng mạnh khoảng cách giàu nghèo. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những người được giao các vị trí lãnh đạo quản lý ở các cấp, suy thoái về đạo đức lối sống, xa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, chạy theo tiền tài địa vị, cục bộ tham nhũng lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá qua 10 năm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng đã hình thành và ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số hạn chế yếu kém. Còn số ít quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng mang tính hình thức, thiếu tính khả thi. Trong 10 năm, toàn ngành thanh tra và các cấp các ngành đã triển khai hàng ngàn cuộc thanh tra hành chính, thanh tra kiểm tra chuyên ngành. 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng gây ra đã được phát hiện là gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 hectare đất. Số tiền đã thu hồi cho nhà nước đã hơn 4.600 tỷ đồng và gần 220 hectare đất. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chỉ rõ những hạn chế yếu kém, đồng thời kiến nghị giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung. Kính thưa quý vị, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hội nhập phát triển bền vững, Đại hội lần thứ 5 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 7. Đại hội sẽ chỉ ra những tồn tại hạn chế của khu vực kinh tế hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển trong bối cảnh hội nhập. Phương hướng nhiệm kỳ mới được Liên minh Hợp tác xã đưa ra là phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mạnh cả về chất và lượng trên toàn quốc trong tất cả các ngành, lĩnh vực, ưu tiên phát triển hợp tác xã sản xuất vật chất và hợp tác xã bảo quản chế biến tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, hợp tác xã dịch vụ công, phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã gắn liên kết với các thành phần kinh tế và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nền nông nghiệp. Mục tiêu đến năm 2020, 100% xã có hợp tác xã và khoảng 38.000 đến 45.000 hợp tác xã. Số liên hiệp hợp tác xã đạt từ 100 đến 150, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững, thu nhập bình quân của các thành viên người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm 2015. Đến hết năm 2017, 100% tỉnh, thành phố có quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, với vốn điều lệ trên 20 tỷ đến 100 tỷ đồng, tăng thêm trên 300 quỹ tín dụng nhân dân. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ thực hiện đề án đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh Hợp tác xã các cấp, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kịp thời ứng phó khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới. Kính thưa quý vị, theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố diễn biến khá phức tạp, khi giá trị hàng hóa vi phạm tăng gần 6 lần so với cùng kỳ. 6 tháng qua, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và lập biên bản 694 vụ vi phạm hành chính hải quan, giảm gần 46% về số vụ so với năm trước, nhưng trị giá hàng hóa vi phạm lại tăng gần 6 lần so với cùng kỳ. Tổng số tiền vi phạm là 443,4 tỷ đồng. Cục Hải quan cho rằng có tình trạng này là do đối tượng lợi dụng kẽ hở của cơ chế chính sách, thủ tục thông thoáng, từ đó thực hiện các hành vi gian lận nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. Nhận định tình hình buôn lậu và gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, địa bàn và mặt hàng trọng điểm, rà soát hàng tồn động, công khai hàng kém chất lượng, hàng trốn thuế nhằm cảnh báo sớm cho người tiêu dùng.